Làm thầy thuốc đông y, tôi đánh giá rất cao cái sản phẩm Kingsman bền sinh lý, khỏe chuyện yêu. Bởi lẽ, cái thứ nhất là sản phẩm dùng rất nhiều các vị thuốc quý hiếm, ví dụ như là nhục dung, như là ba kích, như là nhân sâm, như là dâm dương hoắc, vân vân. Các cái vị thuốc này là các cái vị thuốc mà đã được sử dụng từ hàng nghìn năm nay để làm tăng cường cái sinh lý của nam giới. Với cái công nghệ tiên tiến sấy thăng hoa và sản xuất theo dây chuyền của Nhật Bản đạt cái GMP thì cái sản phẩm nó thiết thực giúp cho những người mà yếu sinh lý là có khả năng lại phục hồi lại cái sinh lý bình thường. Cái thứ hai, nếu như chúng ta sử dụng lâu dài thì cái khả năng làm trẻ hóa được cái hoạt động về tình ái, đồng thời nó giúp cho trẻ hóa, nó giúp cho giống như cải lão hoàn đồng. Chúng tôi nhận thấy tình trạng yếu sinh lý hiện nay đang có dấu hiệu gia tăng và trẻ hóa. Do đó, chúng tôi đã ngày đêm nghiên cứu và lần đầu tiên đã áp dụng thành công công nghệ sinh học, chiết xuất hoạt chất quý hiếm trong mật nhân Ấn Độ, kết hợp với các hoạt chất có trong các loại thảo dược tự nhiên tốt nhất cho sinh lý nam giới vào sản phẩm Kingsman. Hiện tại, sản phẩm đang được đón nhận rất nồng nhiệt tại thị trường Việt Nam cũng như Nhật Bản. Đây là tâm huyết mà đội ngũ nghiên cứu thực hiện với mong muốn giúp cho các đấng mày râu tìm lại được bản lĩnh, phong độ, tăng khoái cảm, tăng cương cứng để giữ lửa tình yêu, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Chúng ta là phái mạnh, việc tìm bản lĩnh của mình, duy trì phong độ của mình là điều rất quan trọng đấy các bạn ạ. Và tôi tin là bất kỳ anh em nào khi sử dụng Kingsman giống như tôi thì cũng sẽ tìm lại được cái thời kỳ đỉnh cao phong độ, sự tự tin, đặc biệt là sẽ giữ được tình cảm vợ chồng luôn luôn rực cháy, mặn nồng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.